4 công thức smoothie với yến mạch, giàu đạm, thanh lọc, detox có thể dùng thay cho bữa chính. Chỉ còn có hơn 2 tuần nữa thôi là Tết đã đến rồi, nếu như mà bạn đang muốn giữ dáng đẹp da thì đừng có bỏ qua nè. À mà các bạn đã có chiếc máy xay cầm tay nhỏ gọn xinh xắn nổi tiếng ở trên TikTok này chưa? Mình vừa mới sắm thêm một chiếc nữa nè, để Tết cầm về quê dùng. Nhỏ gọn mà nên là mang đi đâu cũng được hết, sạc một lần là dùng được cả tuần luôn ấy. Cơ mà trông nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà có vỏ ở nhà xay đá êm ru luôn. Wow. Tết trái cây thì nhiều mà mang về quê giải cứu những loại trái cây bằng món smoothie là siêu hợp lý. Xay đá mà được nhuyễn mịn như thế này là thấy uy tín rồi đó. Mà tự nhiên nhìn cái đá này mình nhớ đến cái món siro đá bào ghê luôn á. Với công thức này thì sẽ giúp cho các bạn cảm giác no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Nguyên liệu là yến mạch, cacao, chuối, hạt hạnh nhân, sữa tươi không đường hoặc là sữa hạt không đường. Còn nếu như mà các bạn muốn thành phẩm được sánh đặc á thì sử dụng trái cây đông lạnh nè. Công thức này thì sẽ bổ sung chất xơ gồm có yến mạch, xoài, dưa leo, táo và sữa hạt. Tiếp theo là một công thức giữ dáng đẹp da có yến mạch nè, xoài, hạt chia, nước cam và sữa hạt không đường. Tuy chỉ là máy xay sinh tố cầm tay thôi nhưng mà vận hành mạnh mẽ là bởi vì do công nghệ của Đức mà. Máy đang xay và bên trong có đá nhà nhưng mà để trên bàn vẫn không có bị xê dịch đi luôn á. Công thức thứ tư này giúp giữ dáng mà cũng là công thức mà mình thích nhất, có yến mạch nè, chuối, thanh long đỏ, hạnh nhân và sữa hạt. Nhiều khi mà các bạn đi học hoặc là đi làm, cắt sẵn trái cây bỏ vào trong máy, tới nơi bấm máy xay xong rồi thay nắp là sẽ biến hình thành một chiếc bình luôn á. Muốn đón Tết với da đẹp Giáng sinh thì lưu lại 4 công thức này. Còn nếu mà các bạn chưa có chiếc máy xay nhỏ gọn tiện lợi xinh xắn của nhà Lazy Chef á thì mình để ngay giỏ vàng góc trái màn hình cho các bạn tham khảo nha.